Ngày 25 tháng 7, Thánh James the Great, the Apostle. Thánh James the Greater. Thánh Giacôbê là anh của Thánh Gioan Thánh Sử. Cả hai được Đức Giêsu mời gọi khi họ đang trên thuyền đánh cá, làm việc với người cha ở biển Galilê. Trước đó, Đức Giêsu đã gọi một đôi anh em khác cũng từ một hoàn cảnh tương tự, đó là Phêrô và Andrê. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người em là Gioan. Hai ông đang giá lưới ở trong thuyền, người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-đê-bê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Thánh Giacôbê là một trong ba người được ưu tiên chứng kiến Chúa hiển dung, được thấy con gái ông Gia-rút sống lại và có mặt trong giờ thống khổ của Đức Giê-xu trong giường cây dầu. Có hai biến cố trong phúc âm diễn tả tính khí của thánh nhân và người em. Thánh Matthew kể rằng mẹ của hai ông đến để xin cho họ được chỗ ngồi vinh dự trong vương quốc, tức là một bên phải và một bên trái của Đức Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bảo: các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp: thưa được. Sau đó Đức Giê-xu bảo: quả thật họ sẽ uống chén và chia sẻ sự thanh tẩy của người trong sự đau khổ và cái chết. Nhưng việc ngồi bên phải hay bên trái không phải là quyền của Đức Giê-xu. Chỗ đó được dành cho những người đã được cha thầy chuẩn bị. Các tông đồ khác phẫn nộ khi thấy tham vọng của Giacôbê và Gioan. Sau đó, Đức Giê-xu dạy họ một bài học về sự khiêm tốn phục vụ. Mục đích của quyền bính là để phục vụ. Họ không được áp đặt ý muốn của mình trên người khác hay sai bảo người khác. Đây là vị thế của chính Đức Giê-xu. Ngài là tôi tớ của tất cả. Sự phục vụ được giao phó cho Ngài là tuyệt đối hy sinh tính mạng của mình. Trong một trường hợp khác, Giacôbê và Gioan chứng minh rằng biệt hiệu mà Đức Giê-xu đặt cho họ, con của sấm sét, là rất thích hợp với họ. Người Samaritano không đón tiếp Đức Giê-xu vì người đang trên đường đến Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giê-xu quay lại quở mắng các ông. Hiển nhiên, Thánh Giacôbê là vị tông đồ đầu tiên chịu tử đạo. Vào thời kỳ ấy, ông Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh, chưa cho chém đầu ông Giacôbê, anh ông Gioan. Và khi ấy, việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Chúng ta đừng nhầm lẫn Thánh Giacôbê với Thánh Giacôbê con ông Anphê. Thánh Giacôbê hậu anh em họ của Đức Giê-xu và sau này là giám mục Jerusalem, cũng là tác giả thư Thánh Giacôbê. Lời bàn. Phương cách mà phúc âm đề cập đến các tông đồ là một cách nhắc nhở tốt đẹp về ý nghĩa của sự thánh thiện. Trong phúc âm, chúng ta không thấy đề cập nhiều đến các đức tính của các ngài như những sở hữu cố định mà nhờ đó họ được phần thưởng trên thiên đàng. Thay vào đó, phúc âm nhấn mạnh đến nước trời, đến quyền năng sao giảng tin mừng mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Còn về phần đời sống cá nhân của các ngài, chúng ta thấy Đức Giê-xu đã thanh luyện họ khỏi những hẹp hòi, nhỏ nhen, bất nhất. Lời trích: Chúa Kitô, trong người mà sự mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa tối cao được hoàn tất, truyền dạy các tông đồ rao giảng phúc âm cho muôn dân. Đó là nguồn của mọi chân lý cứu độ và lời luân lý. Và vì thế, thông ban cho họ ơn sủng của Thiên Chúa, mệnh lệnh này được trung tín thực hiện bởi các tông đồ là những người qua lời giảng, qua gương mẫu và qua các quy định đã truyền lại những gì họ nhận được từ miệng Đức Kitô, bởi sống với người và bởi những gì người làm hoặc những gì các tông đồ học hỏi được qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Hiến chế về mặc khải Thiên Chúa 7.